Chào các em. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay thì cô có một câu hỏi mở dành cho các em. Nội dung của câu hỏi như sau: Gia đình em thường dùng những món ăn nào? Mọi món ăn cung cấp nhóm thực phẩm nào là chủ yếu? Như các em có thể thấy thì ở mỗi gia đình chúng ta sẽ có những món ăn khác nhau trong một bữa ăn gia đình. Nhưng tất cả đều có chung một món ăn. Đó chính là món cơm. Cơm là một thức ăn không thể thiếu trong một bữa ăn gia đình. Và cơm sẽ cung cấp cho chúng ta nhóm chất dinh dưỡng đường bột là chủ yếu. Ngoài ra, một món không thể thiếu tiếp theo đó chính là món mặn. Món mặn ở đây sẽ bao gồm các món như cá kho, thịt kho, gà chiên, trứng chiên, tôm rim, vân vân. Đặc điểm của món mặn là sẽ cung cấp cho chúng ta nhóm chất dinh dưỡng chất đạm là chủ yếu. Tiếp theo, đây là một món không thể thiếu trong bữa ăn gia đình, đó chính là món canh. Có rất nhiều món canh mà các em có thể liệt kê như các món canh chua, canh súp, canh cải, canh khoai, vân vân. Đặc điểm của món canh đều cung cấp cho chúng ta nguồn dinh dưỡng là vitamin và chất khoáng là chủ yếu. Ngoài ra, trong món canh còn cung cấp cho ta nhóm chất xơ. Nhóm chất xơ sẽ giúp cho chúng ta quá trình đào thải thức ăn một cách dễ dàng hơn. Đối với một số hộ gia đình thì sẽ còn có thêm món xào hoặc các món luộc như rau muống xào, đậu bắp xào hoặc các món luộc như rau cải luộc, vân vân. Để biết thêm về các nguồn cung cấp dinh dưỡng chủ yếu trong một bữa ăn gia đình thì cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu bài số 4, thực phẩm và dinh dưỡng tiếp theo. Trong bài số 4 này thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu chế độ ăn uống khoa học. Em hãy quan sát thực đơn A gồm các món như cơm, tôm rang me, lươn xào sả ớt, canh cá cơm và thực đơn B gồm các món như cơm, canh chua cá, trứng chiên cà và rau muống xào. Và cho cô biết thực đơn nào em cho là hợp lý, thực đơn nào em cho là không hợp lý. Như các em đã thấy thì thực đơn A là thực đơn không hợp lý và thực đơn B là thực đơn hợp lý. Để giải thích được vì sao thực đơn A là không hợp lý và thực đơn B là hợp lý, thì cô và các em sẽ đi vào tìm hiểu phần ba nhỏ trong bài số 4, đó chính là chế độ ăn uống khoa học. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần 3.1, xây dựng bữa ăn dinh dưỡng hợp lý. Dựa vào kiến thức đã học ở tiết trước, hãy cho cô biết thực phẩm được chia ra làm bao nhiêu nhóm và kể tên các nhóm thực phẩm đó. Thực phẩm sẽ được chia ra làm 4 nhóm chủ yếu. Nhóm thứ nhất sẽ là nhóm giàu chất đạm. Nhóm thứ hai sẽ là nhóm giàu chất đường bột. Nhóm thứ ba sẽ là nhóm giàu chất béo. Nhóm thứ tư sẽ là nhóm giàu chất khoáng và vitamin. Ngoài các nhóm chất dinh dưỡng trên thì các em nên lưu ý trong một bữa ăn chúng ta sẽ cần cung cấp nước và chất xơ vì đó là thành phần chủ yếu trong một bữa ăn. Quan sát thực đơn sau đây gồm các món như tôm rang me, canh bí, cơm, rau muống luộc và liệt kê cho cô các chất dinh dưỡng có trong những món ăn đó.
Sau đây chúng ta hãy cùng nhau đi liệt kê các chất dinh dưỡng có trong món ăn. Đầu tiên, đối với món cơm, các chất dinh dưỡng sẽ gồm có là chất đường bột, vitamin. Món ăn thứ hai đó là tôm rang me. Chất dinh dưỡng sẽ có là chất đạm, chất béo, chất khoáng. Món ăn thứ ba là rau muống luộc. Chất dinh dưỡng sẽ có là chất khoáng, vitamin. Món thứ tư, canh bí, chất dinh dưỡng sẽ là chất khoáng và vitamin. Các em lưu ý, trong một món ăn chúng ta sẽ có rất nhiều chất dinh dưỡng khác nhau, nhưng trong đó sẽ có một chất dinh dưỡng là chủ yếu, hay nói cách khác là một chất dinh dưỡng chiếm thành phần nhiều nhất. Ví dụ, đối với món cơm, thì nguồn chất dinh dưỡng chủ yếu cung cấp cho chúng ta đó chính là chất đường bột. Còn đối với món tôm rang me thì nguồn cung cấp chất dinh dưỡng chủ yếu cho chúng ta sẽ là chất đạm. Còn đối với rau muống luộc và canh bí thì nguồn cung cấp chất dinh dưỡng chủ yếu cho chúng ta chính là vitamin và chất khoáng. Ngoài các chất dinh dưỡng được kể trên thì trong một bữa ăn gia đình của chúng ta còn có nước và chất xơ cũng là thành phần chủ yếu cần thiết trong một bữa ăn. Vậy thì theo em, thế nào là bữa ăn hợp lý? Bữa ăn dinh dưỡng hợp lý là một bữa ăn phải có sự phối hợp đầy đủ giữa bốn nhóm thực phẩm chính, như nhóm thực phẩm giàu chất đạm, nhóm thực phẩm giàu chất đường bột, nhóm thực phẩm giàu chất béo và nhóm thực phẩm giàu vitamin và chất khoáng. Với tỷ lệ thích hợp để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho nhu cầu của cơ thể về mặt năng lượng và về mặt các chất dinh dưỡng. Sau đây sẽ là một số hình ảnh về bữa ăn hợp lý trong gia đình. Các em có biết nước chiếm hơn 50% khối lượng của cơ thể người? Tổng lượng nước trong cơ thể là không cố định mà sẽ giảm dần theo độ tuổi. Đối với trẻ sơ sinh, tổng lượng nước chiếm khoảng 75-80% cơ thể. Trẻ từ 1 cho đến tuổi trung niên thì tổng lượng nước chiếm khoảng 60% trọng lượng cơ thể đối với nam giới và 55% trọng lượng cơ thể đối với nữ giới. Sau độ tuổi trung niên thì tổng lượng nước chỉ còn chiếm khoảng 50% trọng lượng của cơ thể. Do đó, để đảm bảo sử dụng thực phẩm hiệu quả và cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta cần phải uống đầy đủ nước dưới dạng đồ uống hoặc ăn vào cùng các loại thức ăn. Nhu cầu nước khuyến nghị cho trẻ từ 10 tuổi cho tới 18 tuổi là 40ml trên 1 kg cân nặng. Đặc biệt, các em không nên uống thường xuyên hoặc quá nhiều các loại nước ngọt hoặc nước ngọt có ga. Ngoài ra, không sử dụng các loại nước chứa chất kích thích như rượu, bia để phòng ngừa tình trạng thừa cân, béo phì. Sau đây, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần 2 nhỏ trong phần 3, đó chính là phân chia số bữa ăn hợp lý trong một ngày. Các em hãy quan sát và trả lời phiếu học tập số 1 vào trong tập cho cô. Trong phiếu học tập số 1 sẽ có 4 câu hỏi như sau. Câu hỏi đầu tiên, vì sao phải phân chia số bữa ăn trong ngày? Câu hỏi thứ hai, thông thường mỗi bữa ăn chúng ta ăn bao nhiêu bữa và khoảng cách hợp lý giữa các bữa ăn là bao nhiêu? Câu hỏi thứ ba, các em có thể phân biệt được như thế nào là bữa ăn chính, như thế nào là bữa ăn phụ trong một ngày? Câu hỏi thứ tư, có nên bỏ bữa ăn sáng hay không và giải thích vì sao? Bữa tối nên ăn như thế nào cho đủ chất? Các em hãy trả lời vào trong tập của mình nhé.
Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu câu hỏi thứ nhất trong phiếu học tập số 1. Vì sao phải phân chia số bữa ăn trong ngày? Như các em đã biết, thì việc chúng ta phân chia số bữa ăn trong một ngày là hết sức quan trọng và cần thiết. Vì nếu chúng ta không phân chia số bữa ăn trong ngày thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc chúng ta tiêu hóa thức ăn và nhu cầu năng lượng cho từng khoảng thời gian trong lúc chúng ta làm việc hoặc trong lúc chúng ta học tập hay trong lúc chúng ta nghỉ ngơi. Do đó, bữa ăn hợp lý thì sẽ đảm bảo cho chúng ta cung cấp đầy đủ cho cơ thể năng lượng và về các chất dinh dưỡng khác để chúng ta có thể học tập, vui chơi, giải trí. Sau đây, chúng ta sẽ đi vào câu hỏi thứ hai trong phiếu học tập số 1. Thông thường mỗi ngày chúng ta sẽ ăn bao nhiêu bữa ăn và khoảng cách giữa các bữa ăn là bao lâu? Đối với câu hỏi này thì các em có thể trả lời dựa trên thực tế của chính gia đình mình hoặc các em có thể quan sát từ những gia đình khác của bạn bè, người thân của mình thì các em đều thấy được thì mỗi bữa ăn trong một ngày sẽ là gồm 3 bữa ăn chính. Bữa ăn đầu tiên đó chính là bữa ăn sáng, bữa ăn thứ hai đó chính là bữa ăn trưa, bữa ăn thứ ba đó chính là bữa ăn chiều, một số gia đình sẽ là bữa ăn tối. Vậy thì khoảng cách giữa các bữa ăn là bao lâu thì các em cho là hợp lý? Như các em có thể đọc trong sách giáo khoa và quan sát trong hình thì các em có thể thấy được khi mà dạ dày chúng ta hoạt động bình thường hay nói cách khác là khi dạ dày chúng ta khỏe mạnh hoặc khi những lúc chúng ta không mệt mỏi thì thức ăn chúng ta sẽ được tiêu hóa trong vòng 4 giờ. Vì vậy, khoảng cách giữa các bữa ăn từ 4 đến 5 giờ là hợp lý nhất. Sau đây các em hãy quan sát hình 4.4 sách giáo khoa về việc phân chia số bữa ăn trong một ngày. Đầu tiên, đối với hình A, các em có thể thấy được bữa ăn sáng là bữa ăn đầu tiên sẽ bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng. Tiếp theo, bữa ăn thứ hai trong ngày đó chính là bữa ăn trưa, sẽ bắt đầu từ lúc 11 giờ 30 trưa. Và cuối cùng bữa ăn chính thứ ba đó chính là bữa ăn chiều sẽ bắt đầu từ 17 giờ chiều hay nói cách khác là 5 giờ chiều. Ngoài những khung giờ này thì ngoài khung giờ cố định trong hình 4.4 sách giáo khoa thì các em có thể linh động khung giờ trong bữa ăn theo nhu cầu của cơ thể mình hoặc theo thói quen sinh hoạt của gia đình mình. Các em có thể tham khảo khung sinh hoạt như sau. Đối với bữa sáng thì các em có thể ăn trong khung giờ từ 6 giờ 30 sáng cho đến 7 giờ 30 sáng. Đây là khung giờ mà các em bắt đầu ăn sáng. Còn đối với bữa trưa thì các em sẽ bắt đầu từ lúc 11 giờ 30 trưa cho đến 12 giờ 30 trưa. Đây là khung giờ mà các em bắt đầu các em ăn. Còn đối với buổi chiều, tối thì các em sẽ ăn trong khung giờ từ 17 giờ 30 cho đến 18 giờ 30. Các em phân chia số bữa ăn trong ngày miễn sao cho cách nhau ít nhất là 4 tiếng và nhiều nhất là 5 tiếng. Khi đó thì dạ dày chúng ta đã tiêu hóa hết lượng thức ăn ban đầu. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu câu hỏi thứ ba trong phiếu học tập số 1. Câu hỏi thứ ba có nội dung như sau. Các em có thể phân biệt được như thế nào là bữa ăn chính, như thế nào là bữa ăn phụ trong một ngày. Các em lưu ý, ngoài 3 bữa ăn chính cô vừa nêu trên, thì các em có thể có thêm 1 đến 2 bữa ăn phụ. Bữa ăn phụ sẽ được xen kẽ vào các bữa ăn chính, thông thường sẽ là vào buổi sáng, từ lúc 9 giờ cho đến 10 giờ hoặc từ lúc
14 giờ trưa cho đến 13 giờ trưa. Tùy theo nhu cầu và tùy theo thói quen của mỗi gia đình thì sẽ có các bữa phụ khác nhau. Bữa phụ là các em có thể có hoặc không cũng được. Bữa ăn chính là bữa ăn trong đó có cơm mới nấu và kết hợp với nhiều món ăn khác nhau. Còn đối với bữa ăn phụ là không nhất thiết phải có cơm, mà sẽ là những món ăn nhẹ như rau, củ, quả hoặc trái cây, sữa chua, bánh lăng, vân vân. Các em thông thường sẽ thấy bữa ăn phụ được bắt gặp nhiều nhất là khi các em học mẫu giáo hoặc khi các em học những lớp bán trú hồi tiểu học thì các em sẽ bắt gặp được một số bữa ăn phụ có trong thời khóa biểu của mình. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu câu hỏi cuối cùng trong phiếu học tập số 1. Có nên bỏ bữa ăn sáng không? Tại sao? Bữa ăn chính nên ăn như thế nào cho đủ chất? Thì chúng ta không nên bỏ bữa ăn sáng vì bữa ăn sáng rất quan trọng và cần thiết đối với chúng ta, giúp chúng ta có năng lượng để chúng ta hoạt động, học tập, vui chơi và giải trí. Khi mà chúng ta không ăn sáng thì sẽ gây hại cho sức khỏe vì lúc đó hệ tiêu hóa phải làm việc không điều độ. Việc mà chúng ta bỏ bữa ăn sáng lâu ngày sẽ dẫn đến các bệnh liên quan về bao tử hoặc các bệnh liên quan về dạ dày, vân vân. Đối với các bữa chính trong ngày thì chúng ta ăn như thế nào cho đủ chất? Thì đối với bữa sáng thì sau khi chúng ta ngủ dậy thì bụng chúng ta sẽ bắt đầu đói. Thì lúc đó chúng ta nên ăn đủ năng lượng để cung cấp cho chúng ta có thể lao động, học tập cả một buổi sáng. Do đó, buổi sáng chúng ta nên ăn vừa phải, không ăn quá no cũng không ăn quá đói. Khi chúng ta ăn quá ít thì sẽ dẫn đến tình trạng đói bụng. Thì lúc đó bụng chúng ta sẽ cồn cào thì chúng ta sẽ không có tinh thần để tập trung trong việc học cũng như làm các công việc khác. Còn khi mà chúng ta ăn quá nhiều dẫn đến tình trạng quá no thì bụng sẽ bắt đầu có một số hiện tượng như đầy hơi, khó tiêu, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và khả năng tập trung trong công việc cũng như trong học tập của chúng ta. Còn đối với buổi trưa thì sau một buổi lao động mệt mỏi ở buổi sáng thì chúng ta cần ăn bổ sung đủ chất, nên ăn nhanh để có thời gian nghỉ ngơi và tiếp tục làm việc. Ăn nhanh ở đây không có nghĩa là các em không cần nhai, các em chỉ nuốt thức ăn một cách nhanh. Ăn nhanh ở đây là chúng ta tập trung ăn, chúng ta tập trung nhai thật kỹ và chúng ta không nên xem tivi hoặc không nên xem các sách báo hoặc làm việc riêng trong lúc chúng ta ăn uống. Còn đối với buổi tối là sau một ngày chúng ta lao động mệt mỏi thì chúng ta cần ăn tăng cường khối lượng với các đủ món ăn nóng, ngon và các loại rau, củ, quả để bù đắp cho năng lượng bị tiêu hao trong một ngày. Và buổi tối cũng là lúc cả gia đình chúng ta sum họp, ăn uống và trò chuyện vui vẻ với nhau. Từ đó thì các em trò cũng biết tại sao chúng ta cần phải ăn đủ bữa, ăn đúng giờ mỗi ngày. Chúng ta ăn uống đúng bữa, đúng giờ, đúng mức, đủ năng lượng, đủ chất dinh dưỡng cũng là điều kiện thuận lợi cho việc tiêu hóa thức ăn và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ngoài ra thì còn đảm bảo sức khỏe cho chúng ta và góp phần tăng thêm tuổi thọ cho con người. Sau đây sẽ đến với phần luyện tập cô dành cho các em. Các em hãy ghi chữ S vào đáp án em cho là sai hoặc chữ D vào đáp án em cho là đúng vào ô trống đầu câu. Muốn đảm bảo sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, chúng ta cần phải làm gì?
Đáp án đầu tiên là chúng ta ăn thật no, theo em là đúng hay là sai? Đáp án chính là sai. Chúng ta không nên ăn quá no mà chúng ta nên ăn vừa phải. Đáp án thứ hai là ăn đúng bữa, đúng giờ, đúng mức, đủ năng lượng, đủ chất dinh dưỡng. Theo em là đúng hay là sai? Đáp án chính là đúng. Đáp án thứ ba, chúng ta nên ăn nhiều bữa. Theo em là đúng hay là sai? Đáp án chính là sai. Chúng ta chỉ nên ăn 3 bữa ăn chính trong một ngày và ăn thêm 1 đến 2 bữa ăn phụ, chứ không phải là ăn nhiều bữa ăn chính. Đáp án cuối cùng, ăn nhiều thức ăn giàu chất đạm, theo em đúng hay là sai? Đáp án chính là sai. Vì khi chúng ta ăn quá nhiều chất đạm sẽ dẫn đến tình trạng dư thừa chất đạm, sẽ gây một số bệnh tim mạch, béo phì và huyết áp vân vân cho chúng ta. Do đó chúng ta chỉ ăn lượng thức ăn chất đạm vừa phải, không quá nhiều cũng không quá ít. Các em hãy ghép các yêu cầu dinh dưỡng dưới đây với từng nhóm người em cho là phù hợp. Chúng ta sẽ có 4 nhóm người. Nhóm người thứ nhất là nhóm người cao tuổi, nhóm người thứ hai là nhóm người trẻ em đang phát triển, nhóm người thứ ba sẽ là trẻ sơ sinh, nhóm người thứ tư sẽ là người lao động nặng. Đối với yêu cầu dinh dưỡng, chúng ta sẽ có 4 đáp án. Đáp án A là đang trong giai đoạn phát triển nên cần được cung cấp nhiều chất đạm hơn so với người lớn. Yêu cầu dinh dưỡng thứ hai, B là còn quá nhỏ, hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện nên chưa thể tiêu hóa được những thức ăn cứng, vì vậy cần sử dụng sữa cho toàn bộ các bữa ăn trong ngày. Đáp án C là phải làm việc nhiều và nặng nhọc nên cần nhiều năng lượng hơn người lao động nhẹ. Đáp án D, các cơ quan trong cơ thể suy yếu dần nên nhu cầu dinh dưỡng giảm so với lúc còn trẻ, vì vậy cần giảm bớt lượng thức ăn để tiêu hóa, tránh tăng gánh nặng cho các cơ quan tiêu hóa. Theo như các em, đối với nhóm đối tượng thứ nhất, người cao tuổi sẽ phù hợp với 4 đáp án nào sau đây? Đó chính là nhóm người cao tuổi sẽ phù hợp với đáp án D là các cơ quan trong cơ thể hoạt động suy yếu dần nên nhu cầu dinh dưỡng giảm so với lúc còn trẻ. Vì vậy, cần giảm bớt lượng thức ăn để tránh tăng gánh nặng cho các cơ quan tiêu hóa. Còn đối với đối tượng thứ hai, trẻ đang lớn thì theo em sẽ phù hợp với 3 đáp án nào trong 3 đáp án trên? Đó chính là đối với đối tượng trẻ em đang lớn thì đang trong giai đoạn phát triển nên cần được cung cấp nhiều chất đạm hơn so với người lớn. Đối với nhóm đối tượng thứ ba đó là trẻ sơ sinh thì theo em sẽ phù hợp với đáp án nào trong 2 đáp án còn lại? Đó chính là đáp án B. Trẻ sơ sinh còn quá nhỏ, do đó hệ tiêu hóa chưa được hoàn thiện nên chưa thể tiêu hóa những thức ăn dạng cứng, thì chúng ta nên sử dụng sữa cho toàn bộ các bữa ăn trong một ngày. Đối với nhóm đối tượng là người lao động nặng, thì do phải làm việc nhiều và nặng nhọc thì cần năng lượng nhiều hơn so với người lao động nhẹ. Đáp án tương ứng sẽ là đáp án C. Cuối cùng chúng ta sẽ đi vào trò chơi ô chữ. Các em tìm cho cô câu tục ngữ nói về tác dụng của bữa ăn hợp lý liên quan đến sức khỏe và công việc. Câu tục ngữ này sẽ gồm 19 chữ cái và chữ cái đầu sẽ bắt đầu bằng chữ C. Như các em đã tìm được thì câu tục ngữ nói về bữa ăn hợp lý liên quan đến sức khỏe và công việc đó chính là
có Phật mới vượt được đạo. Ý nghĩa của câu này các em có thể hiểu nôm na đơn giản là khi mà chúng ta muốn làm một công việc gì đó thì đầu tiên chúng ta phải cần bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng bằng cách là chúng ta nên ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng của bốn nhóm. Thì lúc đó chúng ta mới có sức khỏe, chúng ta mới có năng lượng để chúng ta làm một công việc nào đó như học tập, vui chơi, giải trí, v.v. Đây sẽ là nội dung ghi bài dành cho các em. Các em hãy mở tập ra và ghi bài vào nhé. Chúng ta sẽ đi vào bài số 4, thực phẩm và dinh dưỡng. Ở tiết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần 3, chế độ ăn uống khoa học. Đến với phần 3.1 là xây dựng bữa ăn dinh dưỡng hợp lý. Bữa ăn dinh dưỡng hợp lý phải có sự phối hợp đầy đủ của 4 nhóm thực phẩm chính với tỷ lệ thích hợp để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho nhu cầu của cơ thể. Đi qua 3.2, phân chia số bữa ăn hợp lý. Ăn uống đúng bữa, đúng giờ, đúng mức, đủ năng lượng, đủ chất dinh dưỡng cũng là điều kiện thuận lợi cho việc tiêu hóa thức ăn và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Sau đây chúng ta sẽ đi vào câu hỏi vận dụng. Em có nhận xét gì về cách ăn uống của mình? Và nếu như chưa hợp lý thì em cần phải điều chỉnh như thế nào sau khi các em đã học chế độ ăn uống khoa học? Thì các em hãy làm câu hỏi này vào trong tập của mình. Ở nhà, các em học cho cô bài số 4 và xem trước phần 4 xây dựng bữa ăn dinh dưỡng hợp lý ở sách giáo khoa trang số 28 và 29. Sự chú ý theo dõi của các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em vào tuần sau.